cảnh chờ chiều của bà con khu vực chợ cổng. Lúc này là cùng 5 giờ chiều, bà con này bạn có lấn chiếm lòng lề đường cho nên có những cái đội đô thị họ đi dẹp. Đây những cái hoa cúc và quả được bày bán ngày hôm nay, ngày mai rất là nhiều mọi người. Là vì rằm năm nay thì cũng là ngày rằm tháng 7 thì lễ Vu Lan đó. Mọi ngày rằm của hàng tháng thì đã cũng kiện đồ của người dân cũng nhiều rồi. Bây giờ ngày lễ Vu Lan này họ thấy nhà nhà đều cũng kiện ông bà tổ tiên rồi hoa quả. Chiều hôm nay và ngày mai rất là nhộn nhịp đấy, bày bán rất là nhiều. Và những ngày 13, 14 âm lịch á, dạ. Yeah. Từ phía sau chợ ăn chợ cổng đi lên đường Nguyễn Lộ Trạch. Đây ngã ba chúng ta vừa ra là đường Văn Cao. Để thăm chợ đối khúc chiều nay, dạ. Yeah. Đây những gành trái cây nho thanh long đi bạn ngang qua cạc ngò cạc nhau. Giờ chiều ngày đi làm về đóng xe nó tắt kẹt đường. Hoa cả cửa hàng hoa và những cành trái cây mua đi ở Huế có thanh trà và bưởi. Các vùng như là Hương Thọ của thị xã Hương Trà, người ta trồng thanh trà bưởi nhiều lắm. Rồi ở khu vực Thủy Biêu thì có làng thanh trà Thủy Biêu nữa. Vậy bạn người ta mùa này mùa thu hoặc là người ta đến bạn này người ta trong dịp cúng rằm ông bà tổ tiên cũng như các đình chùa miếu màu hay rằm lẫn người ta cùng kiện nhiều lắm mọi người. Dạ. Đặc biệt ở Huế thì mọi người biết rồi, tục thờ cũng rằm 14. Rồi đặc biệt cái lễ Vu Lan nữa. Đó. Nhà nhà đều cũng đây là đường Nguyễn Công Tử và bắt gặp hình ảnh ông đi lượm ve chai không lượm được không ngay kiếm được mấy trăm. Dạ ông ở mô dạ tỉnh Lộ 10 hả? Ông đi lượm đi lâu chưa? Ông đi lượm lâu chưa? Con xin tới đây con giúp đỡ cho tỷ, con hỏi thăm con giúp đỡ cho ông món quà này. Ông con mẹ không? Mẹ con mẹ hai vợ chồng hả? À hai vợ chồng con cả nhiêu không à? Con tại hai đứa mình đi kinh tình nội rồi. À đi làm ăn hả? Đi tình nội. À dạ. Ông ở tỉnh Lộ 10 ở thôn xóm ở đó. Sông Bá. Dạ. Sông Bá đi chơi nắng. Sông Bá mà xa chi? Dạ. Thôn chi? Thôn chi? Thôn Lê Thế à? À, ở Lê Thế à? À dạ. Yeah. Tỉnh Lộ 10 đến phải Lê Thế mà. Ờ. Đó nhiều làng, đó làng chi được cái tên làng có nhớ không? Làng ở làng chi? À, được là xa Phú Mỹ. Phú Mỹ, Phú Ván vẫn nhớ hả? Ông năm nay mấy rồi? Qua ngã ba Đông Chuông. À, ngã ba Đông Chuông đi về rồi, dạ. Yeah. Là Phú Mỹ rồi nha. Ông năm nay mấy rồi? Tầm 1 rồi à? Nhắm ngò đó. À dạ nhắm ngò. À ba đi nhặt đi nuôi hai ông bà nương tựa nhau có. Dạ. Mẹ có làm chi không? Mẹ đi ở Huế. À cũng đi giúp việc cho họ. Dạ. Dạ. Cực khổ rồi. Dạ. Chúng ở hai ông bà tới chân còn con cháu chứ ở nhà nữa hả? Dạ. Cũng khỏe. Dạ. Dạ. Cháu con hỏi ông tên chi?
tên ngô. Tên ngô hả? Ông ở Phú Mỹ. Năm nay tầm 1 tuổi đi nhặt rác. Thôi có người tặng ông 200 nghìn của chị Phú ở Cali đấy. Dạ, chúc ông sức khỏe. Làm ăn, dạ. Dạ, dạ đây. Bạn đi xin à? Đi làm gì đó. Dạ, được thôi ông làm đi không? Ông làm cái chiều, dạ. Chúc ông sức khỏe không ấy. Dạ. Anh làm gì đó? Vô đây đứng cả xe, Đi làm gì đó? Đi làm gì đó mà ngà tay xin tiền đó. Đi xin à? Đi xin tiền lẻ đó. Rồi mua nước chi uống ngon mới cho trai uống đó. Nước chi đó. Vô đây đứng cả xe đấy. Dạ. Bác ơi mô. Hả? Mờ khẩu trang ra nói chuyện nghe được không? Nói được. Răng chứ xin tiền hả? Rồi thầy cho tiền uống rồi. Nhà ở mô đây. Không có nhà hả? Ủa răng có đẹp đẹp đi dây dẹp áo quân chân tê đi mà răng có nhà được. Mấy tuổi rồi? Nói được à? Ra dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được luôn hả? Ở gần đây không? Ở mô lần án biệt gì ra? Mà đi ngang thầy. Có biết tiền không? Sai tiền được không? Biết tiền. Mà hỏi mấy tuổi cũng biết. Rồi ở mô cũng biết. Diện ta ví dụ ở đó đấy này. Cũng biết tuổi à. Là chứ cũng biết ở mô luôn. Cũng biết mấy tuổi luôn à. Rồi chứ đưa tờ 100 ngàn, 200 ngàn biết không? Biết tiền mà lắng biết ở cho mô được. Rồi em gửi tặng. Tặng cho em cảm nghiêng của chị Thu ha. Nó sợ vì là mà đi xin mà không gửi tặng 200 nghìn đi cho cái đường mô người ta cũng đi xin mà. Gửi tặng 200 nghìn của chị Thú ở Cali. Lần sau cố gắng nói hướng cho họ biết đấy. Chúc sức khỏe. Thầy giúp đỡ cho ông bác đi ngang bác xin tiền. Thật sự là bị ngọng đi tục lưỡi ngắn ngón nắng mà chuyên được. Dạ. Xin tiền. Hỏi ở mô không biết gì cả. Thôi chúc sức khỏe thôi, ông làm không ấy. Dạ chào ông. gặp hai hoàn cảnh ngay khu vực chợ cổng tây nguyên công tử ra mọi người. Rồi giờ vừa đi vừa chị chắc cũng là đi xin năng kiểm soát trên đường á. Dạ đi ngang qua các chợ các gia đình cỏ thì chắc là cũng ngả tay xin để kiếm tiền ăn. Hỏi thì cũng không trả lời được. Dạ. Em vui có hỏi chơi là biết tiền không đấy mà cũng là biết. Dạ. Thôi đó cũng là cái sự giúp đỡ chia sẻ trên đường. Hy vọng mọi người cũng cũng đồng cảm để em vui. Dạ. Thì như có chuyện chúng ta đang qua các khu vực có phố chợ thì ngày hôm nay đặc biệt là hoa quả bán rầm lễ Vu Lan cũng rất là nhiều. Dạ, ngang qua đây có ngôi chùa chùa Phụng Lâu. Các chùa thì bây giờ trong những ngày này thì cũng rất bận rộn chuẩn bị cho những cái lễ cúng lễ Vu Lan lớn đó mọi người. Dạ, chùa nào cũng mở cửa rộng mở và để đón nhận Phật tử đến để cúng dường rồi cầu an cho gia đình gia đạo đó. Và phải có nhiều cái gia đình có nhiều người thân này chưa siêu thoát siêu đồ đó thì cũng nhờ vào cửa chùa đọc kinh để những ngày rầm lớn để gọi là cầu siêu. Dạ, đó là những cái mà em vui biết. Thường là các cái râm lớn với các chùa hay giúp cho các gia đình về cái việc cầu siêu và cửa Phật. Rồi để chúng ta cùng ngang qua khu vực chợ hoa quả của Đông Ba chiều hôm nay một vòng nữa. Mọi người biết thêm cái hình ảnh chợ chiều khu vực chợ Đông Ba nữa nha mọi người. Dạ. Còn đây thì những tuyến đường quá đổi thân quen lấy lời
rộn ràng với mỗi chiều tối và những chiếc xe thô, xích lô sẵn sàng chở khách. Huế trong hai ngày trước mưa lớn, mưa do ảnh hưởng của bão số 2, và bây giờ thì ngày hôm nay đã tạnh ráo, chiều nay đã có hửng nắng. Dạ. Có tại mũi cầu Trường Tiền phía bờ bắc, chúng ta bắt gặp hình ảnh này đây. Đó, chờ hoa quả chiều 13-14 rằm là hình ảnh như vậy đây mọi người. Đó, bà con giờ bà con biết rồi, thì nơi tập trung buôn bán hoa quả để cũng rằm cũng hoa mươi đều tập trung về đây, ai đi làm về rồi ghé mua luôn. Biết là các chợ cũng có rồi, nhưng mà khu vực trung tâm chợ Đông Ba thì luôn luôn là số lượng lớn các tiểu thương buôn bán các cái mặt hàng, và không ngoài lề đó là cái mặt hàng hoa quả ngày rằm, hoa quả bưởi, chuối. Trời ơi chuối này, chuối là về từng xe từng xe, bán ngày nay về ngày mai 14 để người ta cũng rằm, còn nhà cũng 14 còn nhà cũng ngày rằm. Dạ, nên đi quả đủ màu, sầu riêng có nữa. Chú chó cả bên kia là chủ nè. Đó, anh nằm chờ hoa quả ngay ra mở về đây. Đây có thể là đặc trưng ở đấy này. Đó, giờ cửa hàng cung cấp hoa rất rất là nhiều luôn. Người đi mua cũng rất là đông, nườm nượp từ buổi chiều cho đến tối. Dạ, hoa nhìn vậy nếu như mà có thời gian mọi người đi khoảng 6-7 giờ chiều là có thể nó người ta bán gần hết á. Dạ, trong 2 ngày về liên tục để bán, vì cái lượng tiêu dùng tiêu thụ của người dân cũng kiện và rất là lớn tại thành phố Huế. Ở khu vực bên này là phía bắc của sông Hương đó. Dạ. Còn phía sau này thì hình ảnh quen thuộc nữa, đó là chợ Hàng Án. Đó, bây giờ có nhiều cửa hàng đang dọn để về đấy. Rồi cũng có đủ thứ củ quả, thanh tỏi. Yeah. Mặt sau của chợ Đông Ba là đường Trương Dương. Yeah. Mặt trước là đường Trần Hưng Đạo. Khu vực này thì dành cho chợ chiều của người đi làm về mua những cái thức ăn chiều. Yeah. Đầu kia thì chợ hoa quả, rau hầm củ quả. Chuối sử chặt mấy cái đọt đề bán luôn. Chuối xanh do ngon lắm. Sẽ họ dân liên tục chụp mặt các con. À, con có đi thằng chi là thanh dân liên tục, họ đã quá đã lại nữa. Cá thịt chiều ngang qua phố chợ tiếp tục gian hàng Đông Ba chợ cổng. Dạ. Hy vọng mọi người thấy thú vị cái xem video của em vui nha. Dạ. Yeah. Xem này cũng đừng quên những like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ. Rồi hai đầu thì đầu này cũng có hoa quả nữa. Chờ mà đủ các kiểu luôn.
Rồi, cho phép em vui tạm những video, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đây nắng lên cái bay bán nhiều thứ chứ. Trời mưa thì chiều những người bán hàng rong là không làm ăn được. Dây móng câu giá hồi.